Thưa quý vị, lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã có 75 năm được tôi luyện qua muôn vàn khó khăn thử thách trong thời chiến lẫn thời bình. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, tại Bà Rịa Vũng Tàu, cán bộ chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở cũng không ngừng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng chống tội phạm, mặt trận lớn nhất, chính yếu nhất, luôn được các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra 582 vụ phạm pháp hình sự và lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 507 vụ với 1.146 đối tượng, đạt hơn 87%. Phát hiện bắt giữ 249 vụ với 368 đối tượng phạm tội về ma túy. Qua đó, xử lý hình sự 240 vụ với 285 đối tượng. Khi nào xảy ra vụ việc là chúng tôi sẽ xử lý ngay. Ngoài ra thì cũng tham mưu cho các cái ban ngành vào cuộc và mọi người dân đều vào cái cuộc trong cái này là để phòng chống cái tội phạm và tố giác tội phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các cái đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý chặn cái nguồn cung. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, Công an Bà Rịa Vũng Tàu càng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp, ngành chức năng, kiên quyết không để các đối tượng xấu lợi dụng, gây phức tạp thêm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong ca trực, từng ca trực thì cũng tiến hành tuần tra cả ban ngày ban đêm. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiến hành tuần tra để tuần tra khép kín toàn địa bàn để đảm bảo tình hình trật tự, không để xảy ra, không để đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình mùa Covid mà để xảy ra vụ việc đánh bài trộm cắp. Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cũng quyết tâm là phải kiểm tra kiểm soát chặt chẽ cái số lượng người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam cũng như cái số lao động người nước ngoài hiện tại từ trước đã làm việc tại các khu công nghiệp cũng như trong các cơ sở lưu trú, và khi phát hiện vi phạm sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp mà đưa tin sai sự thật rồi tung tin liên quan đến là dịch bệnh Covid làm cho là cái dư luận hoang mang, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được công an các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, hiệu quả. Từ sự nỗ lực này, tinh thần, ý thức tự phòng, tự quản trong các tầng lớp nhân dân ngày càng phát huy mạnh mẽ, sâu rộng. Hàng chục ngàn tin báo, tố giác tội phạm mỗi năm đã giúp lực lượng công an điều tra, phá án nhanh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được nhân rộng và người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ hỗ trợ cho công an phường để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của phường nói chung riêng cũng như địa bàn Vũng Tàu nói chung. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra nhiều thách thức to lớn, đòi hỏi lực lượng công an tỉnh phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang để vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Khẩu hiệu hành động đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, nhiệt huyết của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và minh chứng rõ nét là trong mọi hoàn cảnh, thời điểm, cán bộ chiến sĩ công an Bà Rịa Vũng Tàu luôn nêu cao ý chí, quyết tâm gìn giữ bình yên, bảo vệ hạnh phúc cho cuộc sống nhân dân.